gì vậy anh? Quan xã gì anh nói cho em bảo hành này. Dạ, xã gì anh? Quan xã gì anh? Hả? Quan xã gì? Anh nói xã gì? Ở xã Thịnh Mỹ. Xã Thịnh Mỹ Châu Thành này. Huyện Châu Thành phải không? Dạ. Cho em đây với bảo hành cái đó. Anh này ở xã Thịnh Mỹ nha. Huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng, mua 165. Được bảo hành 1 năm. Dạ. Quay giùm cho nó không à? Mới đi Sài Gòn hồi sáng. Tôi quản lý công ty chạy nó chứ. Công ty Sài Gòn á. Trên đó là nhập khẩu. Cái này là phải gắn giữ nha. Máy này phải gắn giữ nha. Cái không có bỏ được à. Máy này mất tiền không đó. Dạ. Dạ.